Kính chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề dạy học STEM với công nghệ 4.0. Đây là đơn vị tiên phong trong hệ thống trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng mô hình giáo dục STEM cho thấy tính hiệu quả trong việc thu hút sự đam mê khám phá khoa học của học sinh. Tiết học STEM ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực với kính thực tế ảo VR, TV tương tác với phần mềm học số liệu 3D, máy tính bảng. Với mô hình học mà chơi, chơi mà học, học sinh sẽ được chính tay tạo ra các sản phẩm giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động, trực quan và dễ hiểu. Dần dần các em sẽ hình thành thói quen tự học, tự xây dựng kiến thức và kỹ năng cho mình. Trong việc hướng tới xây dựng trường học thông minh, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3 đang cho thấy những bước đi vững chắc bằng việc chủ động tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, góp phần trang bị cho học sinh một số kỹ năng của một công dân toàn cầu.